một niềm đam mê cháy bỏng. Mùa thứ hai, ba người xuất sắc nhất. Người truyền lửa đã trở lại trên cả cộng, chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo bình luận viên duy nhất tại Việt Nam. Quy mô hơn, hoành tráng hơn và thách thức hơn. Bạn đã sẵn sàng để thể hiện mình? Đăng ký ngay để tham dự vòng sơ loại và vòng loại tại địa điểm gần bạn nhất: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Người truyền lửa mùa thứ hai bắt đầu tháng 3 2014. Truy cập www.kplus.vn để biết thêm chi tiết.